ra vườn hoa em chơi, em không hái một bông hoa nào. Hoa sắc khăm nhìn em qua cừ, bông hoa này là của chung. Hello, xin chào mọi người. Không phải là Lâm trong công viên nha mọi người nha. Không phải là ở ngoài rừng ngoài xá mà Lâm hái bông hái hoa vậy đâu. Hiện tại Lâm đang có mặt ở một nơi rất rất là đặc biệt, một khu vườn hoa, phải nói chung là một shop hoa như vậy nha, và đầy đủ tất cả các loại hoa luôn. Wow, hương thơm. Hương thơm phát tán từ đâu ra? Không phải cái này. Không phải cái này. Không phải chỗ này. Như vậy là ở đâu ta? Nhiều khi người ta nựng những cái chỗ khác, còn ổng là nựng ngấn mở là ổng vui rồi đó. Đó, anh thích này nè. Rồi cái này quyến rũ lắm. Cái này đói, mỗi lần anh rời chỗ này anh bị kích thích. Mỗi lần anh rời chỗ này anh bị kích thích. Chồng bé bị vô cảm hả? Chồng bé bị vô cảm hả? Đúng rồi. Đúng là hương thơm này rồi. Ở đâu mà thơm vậy? Đúng rồi. Đúng là mùi hôi từ đây rồi. Đúng là hương thơm này rồi. Hương gì hỏi kỹ coi. Hỏi kỹ cái nè, hít sâu vô. Này BBQ mà. Có dằn miếng cà phê nha. Có nha, mùi su nha, không phải nha đâu. Mùi hương đó đâu, mùi. Đúng rồi. Vô. Nghe đậm vị không? Không phải. Cái này là bánh tráng mix với cơm cháy nha. Có nghe miếng xì dầu đó nha. Mùi. Gì vậy? Bà Tiền Mập, bà Mai Ca. Nhớ lại hồi tối là hai người khách điện tôi là người khác, mà tại sao ngày hôm nay ra bà Tiền Mập bà Mai Ca vậy? Hả? Trời ơi, hai giờ đêm hôm qua ai điện tôi? Bà nào? Hai đứa tôi. Không, em điện tới 12 giờ 10 lần. Ủa là chị đó hả? Chị đúng chính. Chị than vãn cái cuộc tình hôn nhân của chị đúng không? Ủa mà sao chị hôm qua chị nói Tiền Mập đi, hai chị em mình tâm sự hôm qua luôn, khỏi hẹn họ đi, chị mất công vậy? Trời mấy đứa ơi, mình là nghệ sĩ, hôm nay cái gì mình cũng phanh phui, mình cứ giải bài, rồi người ta sẽ dòm ngó, người ta sẽ nói mình cái gì cũng... Bà ơi, bà làm nghệ sĩ là tôi với bà điện thoại nói chuyện là không ai biết đó. Ngày hôm nay hẹn chương trình là cả nước biết đó bà. Ngày hôm nay là nến nè, mùi thơm du dương nè, khung cảnh đẹp nè. Đây là nơi mà trút bầu tâm sự cho chị nha. Sẵn ngày hôm nay em đứng ở giữa, em sẽ chia sẻ với mấy chị nha. Em đứng đâu, sẵn sàng ngày hôm nay móc hết ruột gan ra, chị em chúng ta cùng giải bài. Hứa với nhau nha, chia sẻ, móc ruột móc gan ra chia sẻ. 2, 3, C. Người ta nói có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho, đúng không? Mình tự làm rồi mình tự lắp, mình tự tặng mình luôn. Chứ lại tay làm hàm nhai, đúng không? Tay quay miệng trễ. Ở nhà chị có nữ công gia chánh không? Ờ, có tỳ gia nội trợ. Xe bằng tay đi coi. Ừ, tay hơi bự nha. Trời ơi, người bự không lấy tay nhỏ trời. Bộ neo về chắc làm biến lắm em. Ủa sao vậy, sao vậy? Sao Huy chụp bộ neo vậy làm biến vậy? Quá trời, đàn bà con gái bộ neo về làm sao? Chắc tại vì gia đình mở tiệm neo. Tại vì gia đình mở tiệm neo. À, mở tiệm neo là gia đình thương quá đúng không? Chồng thương quá làm gì nhiều. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái thử thách là làm nến thơm. Bây giờ anh có thể giới thiệu sơ sơ, hôm nay muốn làm cái nến thơm thì mình phải cần những cái thứ gì nè? Dạ, trên bàn hiện tại là em đang chuẩn bị cho mình những mùi hương mà được ưa chuộng nhất. Để làm một mùi hương thì mình cứ làm theo cảm xúc của mình. Bây giờ tâm trạng mình hiện tại như thế nào? Đây, tâm trạng anh đang vui vẻ, tâm trạng anh đang cọc quạo. Tâm trạng kia đang là gì ạ? Phấn khởi. Hai hứng khởi, một cọc quạo. Bây giờ em tư vấn giùm anh được không ạ? Hứng khởi thì mình xài mùi nào, và khi mà cọc quạo thì mình xài mùi nào? À, chung quy thì mùi nến thơm ngửi vào mình cũng sẽ thư giãn, cọc cũng sẽ hết cọc. À, cọc sẽ hết cọc. Hứng khởi thì sẽ hứng khởi. Đâu, em không tin cái mặt đang cọc nè. Xạo cho mặt giả trân vậy. Bây giờ mình cứ ngửi mùi, ví dụ trong đây mình chọn được 2 hoặc 3 mùi mình thích như vậy nè. Cái mình chập lại với nhau. Và giống như là mình thử kết hợp nó, mình ngửi trước.
mình thấy ok mình chốt lại rồi mình sẽ ghi chốt ra. Được dạ lại chim nhập sẽ ghi ra những mùi hương của mình trên tay, sau đó mình sẽ thử tỷ lệ từng một giọt sẽ vô cái ca này. Sau khi mix mùi thì mình sẽ đợi cho sáp tan thôi, thì sáp em đã đông sẵn ở đây tan rồi, em sẽ nói với mọi người là chuẩn bị đổ nến vào. Nó tan xong hết ở nhiệt độ nhất định là từ 80 đến 85 độ C thì mình sẽ cho tinh dầu vào rồi mình cho vào ly nến. Ủa vậy xong rồi hả? Dạ. Ủa vậy bên em dễ kiếm tiền không vậy? Không, chợ nguyên liệu đắt tiền. À nguyên liệu đắt tiền chứ là cái cách làm đơn giản thôi. Em ơi em để cho nói đi rồi làm thử đi rồi biết nha. Rồi em ơi tới đây là anh học nghề, chắc chắn anh sẽ mở cái tiệm ngay nhà anh, vợ chồng anh like là bên em không làm lợi anh. Sợ em sợ điều đó không? Dạ không. Là bí quyết riêng đúng không? Dạ. Là anh nói giống nghề rồi, có giống nghề không vậy? Không. Ừ, cảm ơn Nhi rất là nhiều. Dạ. Nhi có người yêu chưa? Nhi có người yêu chưa? Dạ chưa. Alo Quỳnh hả? Rồi. Không, ý là Nhi đi ăn trưa đi cưng. Dạ, mọi người cứ vui vẻ chứ mọi người. Ờ, không, thật ơi, con dạ. Yêu chưa? Ừ, dạ, không, có gì cứ kêu em ạ. Dạ. Tại vì Nhi là tên giống gái em. Gái tên bảo Nhi luôn, bé này Nhi thấy mặt y chang gái em. Biết muốn nói chuyện tâm sự xíu. Đứa tên Nhi, đứa tên Ngọc đúng không? Tên Nhi, tên Ngọc. Rồi bây giờ mình chờ đâu đầu mình làm ha. Nha, bây giờ tới đây thì mình làm quà cũng như mình chia sẻ về cái cuộc tình cũng cuộc hôn nhân của mình. Đúng. Nói chị tiền thì sao nè? Cái mùi này ngọt ngào giống như là cái cuộc tình trước đây nè. Ừ. Trước đây hả? Ý là cái khoảng thời gian trước đây của cuộc tình này, cái cuộc hôn nhân này mọi người. Dạ, nó ngọt ngào như bamboo của anh. Làm nghề gì chị? À, làm nghề thợ điện. Thợ điện. Rồi nhiều khi cái lần đầu tiên mà cái lần mà điện trúng chị á, điện giật, là chị nhớ chị kể khúc đó giùm em được không? Chị và anh quen nhau rất là đặc biệt là bởi vì gây lộn nó mới quen đấy em. Đó giờ cái tính bao đồng là chị bên bạn chị còn ảnh bên bạn ảnh, hai người chửi nhau mắng ghét nhau, chị được bạn qua nói xin lỗi rồi á. Thì thôi bỏ qua. Xong thời gian sau ổng là cái người tự gọi điện lại, tự làm quen với mình. Cái cuộc tình của chị nó buồn ở chỗ là mỗi người một nơi. Đúng, mỗi người một nơi. Nhớ đến ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chia giờ đây đường ai nấy về. Y chang cái này là hẹn thề nhau chia giờ đây đường giường ai nấy nằm. Đó, đúng ơi, rồi đó. Cái gối này sẽ cho ai bây giờ để quên một tình, để quên còn nói chung nhìn nó nữa khi tình chia hơi luôn. Đâu đâu anh? Người muôn nữa. Ủa là sao? Là ly dị rồi hả? Là ly dị rồi hả? Không có, trời đất, ai trời ơi, cái gì mà xung cà na chị ba hoài vậy? Nói vậy đó, bởi ai cũng nghĩ là Tuyền với lại ông xã ly dị, nhưng mà thật sự ra không có phải. Là cái cuộc tình này là nó cắt núi ngăn sông giống như là Ngu Lan với Chức Nữ vậy đó. Đó. Tại vì hai vợ chồng vì cái điều kiện kinh tế, vì muốn cho sao này á mình con mình tốt hơn đúng không? Đúng rồi, cuộc sống mình nó rộng rãi hơn. Bây giờ mình đâu biết cái nghề nghiệp của mình lúc nào mình làm được nào không, đúng không? Đúng, mình đúng, có đúng. Phải lo cho cái tương lai phía trước mình tích lũy mình để dành, thì mình phải hy sinh một chút xíu về cái hạnh phúc riêng tư của mình, hiểu không? Ủa là anh đi xuất khẩu lao động hay sao? À không em, ảnh vẫn ở quê nhà của ảnh là ở Đồng Tháp, chị ở Sài Gòn. Ủa vậy hả? Ủa mà cái nghề gì phải xuống Đồng Tháp mới làm được? Ủa điện ở đâu cũng có điện mà, quận 12 Gò Vấp Cà Mau rồi cũng có điện mà, tại sao phải xuống Đồng Tháp mới sửa điện mới được? Tại vì người ta làm điện là cho điện motor máy bơm, hiểu không? Ủa ở đây không mà... có máy bơm hả chị? Dạ đúng rồi, nhưng mà ở đây bơm nhà, bơm lầu, bơm nước thủy cục. Người ta có mối mang ở dưới, có những cái ao cá, những cái ao tôm, những cái ruộng lúa, những cái vườn trái cây. Hỏi số ngày gần nhau đi dễ tính. Số ngày gần nhau bao nhiêu ngày? Trên một năm hay trên tháng? Một năm. Số ngày gần nhau trên năm tháng lên được 2-3 lần, lần lên được 3-4 ngày có khi tuần. Nó vô chừng lắm em. Nó vô chừng đúng rồi, nhưng mà thí dụ như một năm có 4 quý thì vợ chồng chị gặp nhau được khoảng 1.5 đó. Mình cứ ước gì nó một ngày, sau một ngày làm việc mà mình mệt mỏi á, mình có một cái người nằm cạnh mình để chia sẻ. Bản thân mình là phụ nữ thì đôi lúc mình cũng có những cái bực dọc trong người, có những lời nói mà quá quắt. Ảnh là cái người nhường nhịn mình thì cũng như là một cái người lớn mình, một người già dặn hơn mình, rồi sau đó sẽ là cái người chỉnh sửa cho mình. Ừ, lúc đó em sai nhưng mà anh không muốn nói với em, bởi vì anh biết em đang nóng, mà cái tính em nóng mà anh nói thì là mất hay. Ừ. Đó thì là một cái người lớn mình. À, còn có khi thì cũng như là một người bạn với mình, có thể ngồi chia sẻ cùng vui hòa đồng với nhau. Ví dụ như có gặp nhau rồi có ở chung kế bên thì cũng ngồi ăn uống ca hát chia sẻ nhau như những người bạn, không có gì để giấu kín với nhau hết. Chỗ anh Tám hay quá anh Tám. Nhưng mà đôi lúc nha bé, vẫn thấy có một chút gì đó riêng tư. Ừ. Thì cảm giác như là ghen tuông lồng lộn. Ghen không? Thì đối giờ có ghen không? Dù bây giờ chị đi quay nè, chị đi quay nhiều, gặp gỡ hot boy, hot girl đồ nhiều. Ừ. Rồi cái nào anh ghen không? Anh ghen. Ghen hả? Mà ghen ai đồng nghiệp mình chưa? Ghen rồi. Ghen ai vậy?
bí mật được không? Thôi nói đi. Phiền. Có đâu phiền. Thôi chị em bình thường, ngoài bình thường. Dù em gặp chị em cũng hung quá trời, em gặp Mai Cam cũng hung bình thường. Thì đó, ảnh mà nói chung là ảnh. Ví dụ em hung chị, ông ghen em không? Ghen. Đâu ra nè. Ê, vậy là cắt cái khúc hung giùm em nha. Không, chứ không có cắt nha. Cho mọi người không nha. Chồng chị được có cái đầm tánh lắm, nhậu vô mấy cọc, chứ còn bình thường ảnh bình tĩnh lắm. Trời ơi, còn em nha, vợ em trong showbiz là diễn cặp với ai? Một là Nam Thư, hai là Khả Như, ba là Buka. Chỉ ba đứa đó được ôm hung hết thôi. Trời ơi, ngày xưa em diễn với Khánh Vân một lần rồi đi một tuần thời gian. Trời ơi, gia đình em lục đục. Thiệt luôn á. Có nghĩa là những danh sách nào mà được diễn chung. Nếu mà nói về cái chuyện mà đi làm rồi ở nhà, cái người ở nhà sẽ ghen đúng không? Ủa vậy là chồng bé bị vô cảm hả? Chồng bé bị vô cảm hả? Hả? Bé đi làm từ sớm mơi tới tối mịt mới về. Chồng em ở nhà không luôn, nhưng mà có bao giờ chồng bé ghen tuông gì đâu. Ê, mà thấy ông chồng của Mai Cao không bị hiền á, đúng không? Không có bùng nổ luôn hả? Không bùng nổ, hay ông cứ buồn cũng hiền sao á? Phải người đàn ông cam chịu hay không? Không nha, mọi người đã bị gạt. Không nha, mọi người đã bị gạt. Chồng của bé khi mà đi ra đường á. Ở Mai Cao mình cũng lớn rồi, bớt xưng bé sợ quá. Nghe chữ bé tự nhiên ám ảnh cũng bé là quá. Xưng với tôi, bé xưng với à, tôi. Bé, bé này út mập. Là quen chồng bao nhiêu lâu? Bao năm mới cưới? Bé quen với tỷ là được 2 năm, quen 2 năm rồi mới tên cưới. Tên cũng kỳ cục, mới đàn ông tinh tỷ. Đàn ông tinh tỷ là thấy ứa gan rồi. Thì đó. Ủa sao vậy mọi người? Tên tỷ đi, tỷ thì tôi còn ăn được. Còn tỷ là giống như bà chị. Bà chị đó. Ủa không mọi người, tỷ là tiền tỷ mọi người à. Là cái lúc mà đẻ ảnh ra gia đình ảnh kiếm tiền tỷ không? Là tỷ luôn. Còn ngày xưa mà nghèo nghèo mà để kiếm tiền cắt, đẻ ra nhỏ tên cắt, tên kỳ cắt. Ôi tên kỳ quá ha. Ê cái tên đó vô làm phim mệt lắm nha. Cắt. Em đang diễn skin cắt rồi. Mệt lắm nghe không? Chồng bé không có ghen. Còn vậy? Mà có thương nhau thật không vậy? Đây nè, em mà nói cho nghe, chồng của em với em mà quen nhau không ai tin được. Mối tình Zalo. Tìm bên đây, tìm bạn bên đây. Trời ơi. Trời cái thời mà còn quét được hả? Ai hi anh, ai hi em trước? Đây. Cũng mê trai quá trời. Đâu, mê trai nổi tiếng trường sân khấu. Nổi tiếng luôn hả? Lúc đó em lên Zalo, cái quét buồn quá, mới thất tình. Nằm buồn quá chết rồi giờ. Chia tay bồ cũ rồi mình phải quen cái thằng nào nó phải hơn thằng bồ cũ chứ đúng không? Đang quét. Ý, trời thằng nào giống ba mình quá vậy? Trời mặt cái gì kỳ vậy? Ờ cái mặt y như ông Kim Tử Long trời. Nè lát được tới phút này tôi cho tấm hình nha, ẹt vô. Y chang mặt ba em luôn. Xanh, quất, trời sao giống quá vậy ta? Ẹt vô kết bạn liền. Xong nói chuyện, xong coi profile đồ đó, xong cái hẹn nhau đi chơi. Ôi dễ sợ. Ờ nhắn tin qua lại. Ở đây là thật sự mà nói luôn nha, chưa bao giờ mà chồng em làm em buồn. Vậy luôn hả? À, cưới nhau, quen nhau 2 năm, cưới nhau 3 năm rồi. Mà chị tôi nghe một cái luồng thông tin bí mật là ở nhà là Mai Ca là đè đầu cửa cổ chồng đúng không? Nhưng nhiều khi mà anh giết chồng lắm đúng không? Chết mọi người, ác quá. Không, chỉ có lâu tức cãi lên rồi quýnh vài cái thì có. Quýnh vài cái thì có. Chứ ẩm bạo lực gia đình. Trời ơi. Bạo lực gia đình. Thiệt luôn hả? Quýnh không luôn hả? Bây giờ bé hỏi Út Mập nè. Đâu có làm gì đâu mà bạo lực tôi. Bây giờ bé hỏi Út Mập nè, ví dụ mình cãi nhau, chồng bé có một cái tật xấu kinh khủng khiếp xấu là chọc tức người khác. Bình thường đó là hiền, nhưng một khi tới cái vấn đề mà cãi nhau là sẽ làm mình tức điên lên luôn á. Nhưng mà chồng bé thấy bé càng tức càng khoái, chọc thêm nữa, chọc thêm, đổ dầu vô lửa. Đúng. Cho bé tức, chừng nào mà bé tức quá bé chịu không nổi nó rồi, trời ơi mà mình không quýnh. Có xong biết chồng bé nói sao? Giải ngứa đã quá. Nhưng mà từ đó giờ hai chồng cái nào mà bạo lực đánh nhau cái nào đó rồi anh đánh chị cái nào không chị? Có luôn, hỏi thiệt nha chứ không giỡn nha. Ai đánh ai? Ảnh đánh tôi. Đánh hồi nào? Sao? Ảnh đánh tôi sau khi tôi đánh ảnh. Mình cứ bị áp lực với cái người ngoài, họ cứ nói mình là tại sao chồng mình ốm, mình thì mập, thì ăn cái gì bắt ăn cái đó. Mà ông không ăn nổi đúng không? Nhưng mà cái khẩu vị của hai vợ chồng là khác nhau, chỉ hợp nhau ở cái phần là ví dụ như cơm canh này nọ, những cái món mà chị thích, ví dụ như những cái món mà mang tính chất hơi ngọt ngọt, giống như mang tính sữa nè, béo nè, rồi mình ăn pizza, mình ăn những cái món thức ăn nhanh. Chị với con chị rất là thích ăn cái đó, mà những cái lúc đó anh không thích ăn, mà anh đi với mình anh cứ như người mà người ở dưới đồng mà họ không có quen ăn cái đó, cứ bắt ăn. Bà nhỏ ăn, nhỏ ngồi, nhỏ èo, cứ bắt đầu giận. Bà Tuyền mới hay giận lắm. Bà giận cái bắt đầu có chiến tranh lạnh, bắt đầu cái chồng nói gì cái bắt đầu ngắt nhéo. Thì nói chung là tức quá thì em đừng có làm như vậy đó, ảnh làm vậy đó. Ê, đánh đau quá vậy đó. Chị ép ảnh ăn rồi, nhiều khi chị tức chị ngắt ảnh, cái ảnh tức ảnh đánh chị. Cái ngày đầu tiên mà tôi quen ảnh là tôi dắt ảnh vô một nhà hàng thức ăn nhanh, mà ảnh lúa tới mức độ mà ảnh không biết order luôn. Ảnh ngồi vậy nè bà nội, ủa sao anh không đi, ủa vậy hả, kêu đồ ăn hả, hỏi anh ăn cái gì,
thôi em ăn gì anh ăn cái đó luôn. Cha nội là cha keo dễ sợ, không biết quỷ nữa sao. Cái đi vô order xong cái bưng ra cái quỷ nhìn hoài luôn. Ổng nhìn hoài luôn không ăn. Nói ủa sao không ăn đi. Không biết cái gì để ăn trước. Ủa gì ăn nào chứ, muốn ăn thì trước ăn. Mà order 3 phần rồi tôi ăn 2 phần, không ăn 1 phần. Thấy thương dễ sợ mà. Dù nhiều khi cái đó bây giờ là cái đáng thương, cái thương của chị á, yêu nhau là nhờ cái đó đó. Có những lúc nha, quan sát mình rất kỹ. Có những lúc là làm những cái chuyện mà mình nghĩ là không bao giờ anh làm. Nhưng mà có những bữa chay lười, tôi nói nhiều khi cọc lắm. Kêu chứ đi xuống rồi coi coi chừng chơi với con đi, để mình làm công chuyện, mình xếp đồ mai mình đi quay. Để nhỏ bu bu theo mình hoài à, để mình cứ la la xong ấy. Sao em la con hoài, nó giờ con nó bu em hoài em phải la chứ, những cái chuyện nhỏ nhặt trong gia đình thôi. Ờ, có đứa con mà lo không được, lo không được anh lên đây anh lo đi. Em nói vậy em nghe được không, là hai chồng chiến tranh cũng là gây lộn nhau. Là cái những lần gây lộn thôi đúng không? Còn những lần nào mà thấy cái hành động của anh mà làm chị nhớ mãi. Nói chung là ổng là có đàn ông mà rượu vô là lời ra, nói những cái lời thật lòng. Mà chị rất là thích ảnh nịnh chị. Rồi sao nữa? Khen đẹp. Khen đẹp. Đẹp, ừ, khen đẹp nha. Anh nói thiệt với em luôn, từ đó tới giờ anh chưa bao giờ mà có một cái người yêu nào mà nói, người ta dùng từ phóng lửa, tôi nghe tôi muốn ói. Còn anh Tám dùng những cái từ rất là chân phương, bốc lửa à? Là nói về tiền bốc lửa đúng không? Ừ, trời ơi. Ông dí mình sao ta? Sexy. Không, ông có biết từ sexy không, đâu. Ông làm từ sexy. Cái gì, ông ghi gì ta? Bén. Nửng mỡ. Không phải. Cái gì? Tại nói chung là ông khen từ cái chân mình lên nè. Cái chân em từ dưới nó nhỏ lên vậy, nó bự. Nói chung là đối với ổng là một cái hình tượng rất là đẹp, hiểu không? Rồi từ cái ngấn mỡ cũng vậy. Là ổng cũng khen luôn. Khen luôn. Đây nè, để kể cho nghe, tôi mê trai lắm. Ổng nhậu xỉn rồi, cái mình chở ổng từ ở trong nhà bạn ổng đi ra. Thì lúc nào vậy, ổng nó ốm mà hỏi mấy ca coi. Xỉn hả? Ẩm về nhà luôn. Chị ẩm luôn hả? Đúng rồi, chị chở ẩm bỏ sau lưng nghe. Nhưng mà em mới nghĩ ra vậy. Chị người đàn bà mạnh mẽ. Để ảnh gì mình ngồi mình chạy mình ôm tay ảnh, giờ sợ ảnh té ruộng chứ. Chở vậy nè. Chở con đi học về dễ thương. Thì nó cưng lắm mà, giống như con trong tình trạng ngất xỉu. Không, ông ngồi cái rờ ngấn mỡ một hồi đó mỡ nhỏ hơn giờ. Chứ gặp như giờ là ảnh thương nữa rồi. Ủa, trời. Rờ ngấn mỡ nha. Rờ. Cái tay ổng dính ngay ngấn mỡ như cái xúc neo á chị. Không xúc ra được. Cái này mình nói hơi bậy chứ nhiều khi người ta đựng những cái chỗ khác, còn ổng là đựng ngấn mỡ là ổng vui rồi đó. Đó, anh thích này nè. Trời, cái này quyến rũ lắm. Cái này đối mỗi lần anh rờ vô cái này anh bị kích thích. Mỗi lần anh rờ vô cái này anh bị kích thích. Ổng bị vậy đó. Bồ của ông đó giờ là múp múp tròn tròn, không cỡ như mấy ca là không được vô luôn. Không được vô tốt à? Đúng rồi. Cái đó cái đáng yêu không? Mà không biết là trong cái đó có cái nội tình gì không. Mà tôi ăn cái gì ông cũng không có cấm nha. Thiệt thương quá, muốn ăn gì ăn. Bây giờ mình mập nhiều á, mình thấy là đôi khi mình cũng bị nặng nề. Mình cũng muốn là mình giảm cân và mình sử dụng những cái liệu pháp để mà hỗ trợ mình. Chứ bây giờ tới cái tuổi này là tự giảm cân làm sao mà giảm được mà nhiều. Cái nó là em không có được đụng cái gì vô người em hết, sợ ảnh hưởng sức khỏe. Dạ, thương chị quá rồi. Ừ, có mập sao cũng được. Nhưng mà đâu khi nào hành động nào mà làm cho chị buồn không? Có, vụ đẻ hoài bực. Đẻ nữa hả? Vụ em ơi, mà chị không thích hả? Không phải là không thích, con nít thì ai không thích. Nhưng mà với điều kiện hai vợ chồng ở xa như vậy, bản thân chị một mình vừa phải lo hai đứa con, rồi phải vừa đi làm. Làm sao mà không đi làm được, đúng không? Sức khỏe đâu, mình thật sự là không cho phép. Ủa còn Mai Ca, là người ta đồn em là ăn hiếp chồng. Mọi người bớt đồn giùm em rồi. Mọi người, em là một người phụ nữ. Em nói anh nghe nè, yêu em anh có thiệt gì không? Công dung ngôn hạnh em có đủ, tình yêu với anh luôn là bất hữu đó. Em là người phụ nữ như vậy đó mọi người. Mà nghĩ chồng đọc rap không đó chứ không có thằng gì. Đến tận bây giờ luôn, có gì mà có gì làm Mai Ca phiền lòng không? Không, em chỉ cảm thấy là em mới là người làm cho ảnh buồn. Kiểu vậy, như bé bị thương ba quá á. Nên lúc nào bé cũng ở bên cạnh ba bé. Bé làm, bé phụ họ. À, vì gia đình. Quên cái gia đình nhỏ của mình đúng không? Nhưng mà chồng em cũng thương em vì các em có hiếu. Nhưng mà đôi khi em có hiếu hơi bị lố á. Trong cái cuộc hôn nhân này thì em thấy ảnh thương em nhiều hơn chứ. Ảnh lấy bé là ảnh chấp nhận qua nhà bé ở rể luôn. Mặc dù nhà bé với nhà ảnh gần xịt nhau à. Cách nhau có mấy căn chứ mấy. Đó, để cho bé ở gần ba bé. Nói chung là thương. Thương lắm. Đây nè, nói một cái này luôn nha. Có ai mà lấy chồng rồi á, mà cho tới giờ phút này 5 năm rồi, ngày nào anh cũng trét em bánh răng nha. Trời đúng rồi. Trời, cái đó cái hành động nhỏ nhưng mà cái ý nghĩa nó to đúng lớn rồi. Đúng không? Trời, quan tâm lắm luôn á. Ủa chị ơi, người ta xong rồi bây giờ chị mới chế cái gì chị Tiền? Thì Mai Ca, ủa em làm xong rồi hả? Em xong rồi nè. Trời ơi, bởi chị nhiều chuyện quá bây giờ chị.
Chị khổ tâm quá mà chị đang kể cái mối tình buồn nhưng mà không uống. Không buồn. Đâu có tình uống mà bé cười quá trời luôn, bé cười mệt mỏi luôn mà. Thì dạ, bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần cũng rất là thú vị, cười mệt mỏi luôn, đó chính là phần hương vị hôn nhân. Ba hũ này là sẽ ba mùi khác nhau. Rồi lựa đi. Tên 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 tên. Ủa làm vậy chi vậy? Tên. Không, xào xào qua xào lại đi cho người ta lấy hình thôi chứ không có ý nghĩa gì hết. Cái kiểu MC là MC xào xáo. MC xào xáo. Rồi chị Tiền chọn đi. Chị ngồi chị sớm, chị thích bông đi. Thích bông. Rồi mời chị. Còn Mika. Em chọn cái này màu tím. Màu tím. Rồi bây giờ mình hửi và cảm nhận nha. Xin mời chị Tuyền đầu tiên ạ. Sao vậy cuộc tình chị mà sao chị chấm mắt, chị thở dài vậy nó chị? Nó thơm quá em. À nó thơm quá hả? Thơm thơm à. Cái này nó cảm giác thư thái nè. Nó nhẹ nhàng, hơi mát mát. Làm chị nhớ đến giai đoạn mới yêu. Mới yêu sao nè? Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, rồi lúc hết yêu thật vui biết bao nhiêu. Ủa? Hay lắm à. Thật yêu luôn. Thật vui vậy. Nói chứ cái mối tình của chị và anh nó là một mối tình đẹp. Mày rồi, không phải béo luôn cho tôi sao? Cái hũ của Mai ca. Dạ dạ dạ. Sao cuộc tình em mà giật giật lỗ mũi vậy? Tại cái lỗ mũi rộng quá. Cái mùi này nó thiền quá. Đúng rồi, đúng rồi. Có mùi nhang trong này. Đó, nghe mùi nhang rồi đó. Trầm. Tại sao người ta không nói chữ mùi trầm mà dùng từ mùi nhang đó? Thì nghe nó thiền thiền đúng không? Đúng đó, đó. Sao cái khoảng thời gian cuộc hôn nhân của bạn có khúc nào nó thiền thiền như vậy không? Nói chung là có khi mà hai vợ chồng không nói chuyện với nhau, mỗi người một nơi, mỗi người một góc, tịnh tâm lại suy nghĩ về những cái mình trải qua, suy nghĩ những cái cãi vã, suy nghĩ về những cái hạnh phúc là cái này nè, đúng không? Đúng. Nghe nó thiền thiền đúng không? Đúng. Có những cái tính của chồng ấy là không thể nào chấp nhận được luôn. Giống như em nói là gì? Hay chọc ghẹo. Chọc ghẹo mà chọc ngay á, trời ngay kinh khủng khiếp luôn. Chọc cho tức chết á. Nhiều khi mình đi làm gì mình mệt, mình quạo mà ổng ngay mà kiểu nó thẳng là ngay vô duyên á, ngay muốn đụng vô mặt á. Ngay mà cọc có đúng không? Ngay mà cọc luôn á. Nhưng mà nghĩ lại thì sao? Ngoại trừ tại vì ảnh ngay là tại vì sao? Muốn thương, muốn chọc cho mình vui, cho mình khỏe thôi. Nhưng mà đâu ai ngờ được. Hơi bị đun dí. Không ngờ được là con vợ mình nó trái tính đấy nữa. Nó không có giống người bình thường. Ủa sao phản vậy? Ứng ngược, nó bị phản ứng ngược đó. Dạ nãy giờ thì em cứ thu thập những cái thông tin của những chị Tuyền cũng như là chị Mika. Nhưng nhiều khi mà cái miệng nói vậy thôi chứ mà thật sự bên trong lại khác. Bây giờ có một cái phần rất là hấp dẫn là tập trung không ạ? Ủa chưa hết nữa hả? Chương trình dài quá vậy? Dạ dài đó mà dài mà tâm sự vui vẻ muốn chết. Ủa đang làm mà. Mình đừng có nghĩ là mình đi quay chương trình. Ngày hôm nay chị em mình hàn huyên tâm sự với nhau. Được rồi, hàn huyên mà cả tỷ người biết. Chia sẻ bí quyết hôn nhân. Bây giờ sẽ phần thử lòng nha. Bây giờ mình sẽ suy nghĩ được một câu chuyện gì đó. Trời. Giật gân lên. Coi phản ứng của ảnh như thế nào. Dạ. Sao rung vậy? Mặt hèn vậy. Tôi điện nha mọi người. Ồn bên đây quá người ta. Đừng không có diễn nha. Thoại đời chồng thôi, vợ chồng thôi. Anh nghe em ơi. Chồng hả? Ừ. Đang làm cái gì vậy? Đang đi qua chỗ bên cái chị gửi xe hỏi cái ông bà gác không có gửi xe đi không mà. Ừ. Chưa có chở cái tủ lạnh đúng không? Ừ. Bây giờ nói nghe đây nè. Gì? Em trúng độc đắc. Thứ nào mới dò được ở trên này nè. Ừ. Bây giờ tại nãy em đi ráp, em không có đi xe nhà. Em sợ không có chỗ để xe. Em đi xe máy thì em sợ mưa, đúng không? Bây giờ về mà giờ không biết mình đi đổi liền hay là để chừng nào đổi đi nữa. Giờ sao? Ừ, giờ đi về đi tính. Về rồi tối sao đổi em nội, hôm nay chủ nhật, ngày mai nữa lại ngày với em được không? Đi về thì tính bình thường, giờ chưa biết, để tại hứa đồ, tao không biết sao đây, để về thì tính, giờ làm xong chưa? Nói thiệt luôn á, làm chưa có xong, đang đi toilet, ngồi trong miệng trong đây nói chuyện thoại với anh nè. Mà rung bây giờ thì cái trúng xong giờ rung không đi nổi luôn á. Rồi kỹ, bình tĩnh. Thiệt. Tay chân lạnh ngắt, bây giờ đi thì tôi đi không nổi luôn á. Và mình lên rước đi. Đâu đó là chuyện bình thường mà. Bình tĩnh. Ừ. Cứ ấy đi, còn không muốn đi rước thì đi gì đó. Ừ. Để thôi, để quay xong đi em rồi điện cho anh nha. Nha nha, để quay cái nha. Bình tĩnh, đừng nhiên. Ừ.
Trời ơi. Sao chồng tôi dễ dãi quá. Dễ dãi hiền quá, trúng động đất mà không hỏi nhiêu tiền nha. Động đất thì biết 2 tỷ đóng 10% tiền thuế rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Mà ông hỏi tới hay sao ông vô tâm thì là tiền bạc là phù du hả? Thích, vấn đề ở đây á là ảnh rất là tin tưởng chị, cái phần tiền không làm được là ông gửi chị hết là ê, mà họ thái độ ông không vui ha. Cái kiểu mà bình chân như vậy ảnh rất là tỉnh đó em. Thôi bây giờ là Mai Ca nè. Hả? Giờ tới em đó. Giờ em nói gì giờ? Em nói bị giật đồ, em té, em đập đầu. Ơi bậy. Không, chồng bé không tin. Ủa vậy luôn phải hả? Bị giật cái vỏ rồi, mất hết điện thoại rồi, lấy số điện thoại của Lâm nè. Vậy là bé phải diễn dữ lắm á. Anh lấy số điện thoại mà. Rồi điện cho anh đi. Nè, lấy máy. Anh ơi, em bị mất cái vỏ rồi, mất hết giấy tờ rồi. Bây giờ em không biết như thế nào, em đang quán loạn quá rồi. Bây giờ em không còn khả năng cầm nắm nữa. Soạn văn nha. Buồn chim ơi. Lệ an ủi khi bị giật vỏ đó. Alo. Alo. Alo anh hả? À. Em nè. À sao? Em bị giật mất cái vỏ rồi. Đây ở đâu? Em mới vừa đi quay ra nè. Mà sao giật được? Ở cái chỗ quay nó không có chỗ đậu xe hơi, xong cái em nhờ con Linh nó chở em đi bằng công đa em. Nó giật mất tiêu cái vỏ của em luôn, mà trong đó toàn là tiền nhà hàng của ba Long em để ông chổng á. Trời ơi. Bây giờ cái vỏ đã mà bao nhiêu tiền? Hả? Hả? Mà cái vỏ bao nhiêu tiền? Em không biết nữa, tại tiền nhà hàng mấy ngày em chưa có đếm. Ủa trên cầm lên chị giờ anh này đâu? Em đang ở chỗ quay, mới vừa từ chỗ quay em bước ra à. Chết. Mà em quay ở đâu? Em quay ở đây là ở đâu em không biết luôn đó. Nó giật cái vỏ em giật là không có được, nó kéo em đi một đoạn luôn á. Rồi ý là bây giờ em đang ở đâu để anh biết tình trạng ra? Em đang ở cái gì ở đây 45 Phạm Ngũ Lão chị ơi. Ở Phạm Ngũ Lão 45 hả? Dạ 45. Ê chị ơi đi cấp cứu đi, cái tay chị vậy nó bị lồi cái gân này chị ơi. Alo, giờ sao đây? Rồi em đứng đi rồi anh chạy ra. Người ta tin, người ta thương muốn chết. Kìa. Ê, điện ổng cái đi. Điện, kêu anh ơi đừng ra, em giỡn nó. Nghe buồn. Alo, chồng ơi. Ôi. Chồng đi chưa? Giờ đi nè. Thôi, chồng đừng đi, nãy giờ vợ giỡn á. Trời. Vợ đang quay chương trình Thám Tử Hôn Nhân, nãy giờ những cái câu chồng nói là bị biết biết mấy lần rồi nha. Trời ơi. Hả? Chúng mình dắt xe ra nè. Thôi ở nhà đi, ở nhà với ba đi, lát nữa vợ về nha. Cái này là do biên tập thôi em ơi. Đừng nói là do vợ đâu nha chồng. Đúng rồi, nó bắt nói gì nó mới trả tiền nha anh ơi. Tối về đây bà chắc quốc nó. Chồng ơi chồng. Rồi cảm ơn anh rất là bye nhiều. Bye bye chồng. Hỏi quý vị ơi, thiệt sự luôn, Mai Ca nói cuộc sống này và hạnh phúc ban đầu nó trội, chắc bà này bà làm sao bà ca ngợi cuộc hôn nhân của bà đúng không, nhưng mà sau khi nghe cái này là thấy trời ơi, một người đàn ông quá thương. Ê tôi chết rồi, tôi chưa có nói với chồng tôi giả bộ. Lát giả bộ tiền đâu đè là quýnh. Ông đè, ông bắt đầu ông lên dự án là ông mua đất làm sao. Trời ơi, lẽ đi, cái gì ông đi mua vàng, mua đồ. Ủa, nhiều khi anh đi mượn nợ. Bây giờ nói ra bi kịch nhất là bây giờ nói ra anh không tin, nhưng anh suy nghĩ xấu liền. Trộn vợ mình giấu tiền riêng. Giết tiền riêng. Mọi người làm chứng cho tôi đi, tôi đau khổ quá, tôi phải gọi. Rồi chết rồi. Rồi ông chồng tôi cũng hay bíp sạn lắm. Trời, tôi không ngờ chồng tôi bữa nay bíp. Chồng ơi. Rồi. Về chưa, về nhà chưa? Chưa, nói đi. Ờ, nãy giờ nói chơi chứ không có trúng số nha chị ba. Biết không, cái này là ở bên chương trình kêu là gọi điện nói những cái tình huống bất ngờ cho chồng, mà nãy em tính nói là em có bồ mà em sợ chồng ghen thiệt. Nói vụ trúng số. Úc Mập đừng xạo quá, Úc Mập đừng có vậy tính xấu quá. Có trúng thì nói với ảnh đi, để cho ảnh vui, đừng có như vậy. Em trúng rồi nhưng mà lát về cầu gió cho em nha. Ở đây mọi người nói anh nghe tin không có trúng số thiệt, anh buồn kìa. Mà có buồn không? Không, anh bình thường mà. Đó, giọng cũng giống nãy rồi. Mà em hỏi anh có yêu em không? Có. Có cái gì?
hỏi hỏi chỗ nó đang nói chuyện đông người kì. Kì. Anh ơi. Vậy. Em mở là nhỏ nãy giờ hôn em cái được không? Rồi cảm ơn nha. Trời ơi, rớt nước mắt thiệt, trời ai cũng dễ thương á, ông nào cũng dễ thương á. Trời ơi, nếu mà chồng bé mà bé kêu anh thôi, anh có yêu không là biết. Bíp, 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 bíp. Trời ơi, bíp, 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 bíp. Ủa kỳ vậy? Chữ mặt liền. Ủa kỳ vậy? Hay là anh em thích hành động, anh không thích bằng lời nói? Tiền vui, nó thiệt tiền. Ok, vậy là tại vì cái mối quan hệ vợ chồng người ta được ở gần, còn chị là ở xa. Vận dụng lời nói là nhiều nhất nên cái lời nói nó rất là dễ thương, đúng không? Cảm ơn chị Tuyền quá, cảm ơn Mika. Thì ngày hôm nay đã đến tham gia chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Em tên là Trần Thị Lễ Hồng. Em sinh ngày 28 tháng 10, 1995. Hiện tại em đang là kinh doanh tự do. Rồi, chị Hồng đâu quận 7? Dạ, em đang ở quận 7. Kinh doanh tự do là kinh doanh mặt hàng gì? Cho thuê phòng trọ để quận 7. Cho bao nhiêu phòng em? 50 phòng. 50 phòng. Là nhà này của em hay là sao? Thuê nhà xong em chuyển cho bạn. 50 phòng là nó là trong một cái dãy luôn hay là như thế nào? Nhiều phòng có nhiều nhiều. Nhiều nhà hả? Là mỗi nơi rải rác hết hay là hết quận 7 hả? Rải rác ở quận 7. Rồi em làm cái đó là có ai phụ em không? Dạ, lúc trước thì em có hợp tác chung với bạn. Còn bây giờ là một mình em luôn? Cũng còn một vài căn hộ để chung với bạn. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng khoảng 3 năm. Trước đó anh có làm khác không? Trước đó thì làm bất động sản thôi. Sale bất động sản. Rồi em nói một chút về bản thân của mình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em. Điểm mạnh có cái gì là luôn nhanh động, luôn học hỏi kinh nghiệm việc mình cho biết. Yếu của em là em hay nóng tính, hay khó kiểm soát được người. Khi nóng tính quá không kiểm soát được công việc. Nóng tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì? Hay gọi. Hay khóc. Dễ cảm động. Em nói tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông nha, là em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Đó, có khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm, hôm nay để dành được kha khá chưa? Cũng mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một miếng đất ở dưới quê hả? Trời ơi, đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê vậy không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi. Còn về quê thì em là con một nên tương lai cũng có thể là sẽ về quê ở. Con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ thì cũng làm ruộng bình thường luôn. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình. Nhưng mà có mối tình mình nên là em vừa kết hôn rồi. Cũng được 6 năm sau đó ly hôn. Ly hôn lâu chưa em? Được 1 tháng. 1 tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Dạ. Xong thủ tục hả? Sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tình ạ. Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. 4 năm. Mà có con gì không? Dạ không có con. Không có con. Dạ. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình, với lại theo chị là anh không có biết lo được tài chính cho mình, không biết lo, chỉ có để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sinh được hay là sao? Có khám được chưa? Có khám được, nếu em sinh được cũng phải điều trị. Là em bị gì? Có đi khám chưa? Em bị đa niên buồng trứng. Rồi bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Em muốn một người là có tài chính, biết yêu thương, biết trân trọng, tôn trọng. Tại vì người trước thì tôn trọng mình,
quê quán, tuổi tác anh đó như thế nào em? Nhưng mà nếu tương lai em về quê nè thì sao? Giờ ví dụ như anh đó anh không muốn về quê thì sao? Bởi vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể cha mình đưa lên đây cũng được mà. Kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi, em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn hay như thế nào nè? Dạ, 30 tuổi trở lên. Trở lên tới 50 luôn được không? Bạn có quê đã làm chị. Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một mình á thì mình đi về quê mình cũng thấy cho nó phù hợp với mình một xíu. Lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao con gái có một mình. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly ảnh ly hôn á, ảnh nuôi con á được không? Em nuôi con. Ừ. Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được, chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi, nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được thỏa thuận nên người ta chia tay đúng không? Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Ừ. Được không? Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu, họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Là đã đi khám rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sợ với đã anh nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì mình thấy nhẹ sao mà mình lo sợ được. Rồi em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không nè? Cũng biết hát đúng không? Rồi em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ em tự đăng ký là gì không? Lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con nghệ cho nó như nhận biết nữa. Vì người kia đi rồi đang rất là buồn. Rồi nhưng mà tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu theo thời gian nữa. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm được bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Tại vì thì đó em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác. Em suy nghĩ là em có chồng rồi. Bây giờ thì em mở lòng hơn mà chưa có tìm được người liền. Nhưng mà cái lúc em kết hôn đó là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Lúc đầu thì em không biết, nhưng mà sau đó về thì em biết là anh nhờ anh nhiều, mà sau đó trong thời gian sống chung thì anh cũng không có ý chí để, có nghĩa anh cũng có đi làm được. Số nợ đó vẫn cứ duy trì, không muốn hết. Nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha, đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Dạ, có. Ban đầu cũng hạnh phúc nhưng mà được bao lâu? Được 1 tháng, 1 năm hay là bao nhiêu? Cứ về khoảng 1 năm thì đương nhiên có người khác. Em cũng cố gắng tha thứ nhưng mà em cứ luôn nhớ tới người. Anh làm cái gì em? Cũng xem bất động sản. Rồi em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em chỉ cần việc này. Có không thích người miền nào không?
ba mẹ có kén gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người gần nghe mình à, tốt rồi. Ok em, rồi được rồi. Dạ. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Dạ. Rồi xong rồi, cảm ơn em. Tên tuổi, mình sinh năm bao nhiêu, hiện tại nghề nghiệp hiện tại của mình là gì? Tôi mời bạn. Là em đúng không chị? Cho em thấy cũng có 4 người tham gia. Dạ chị ơi, bây giờ mình chủ động mình giới thiệu bản thân với bên em nha. Là mình tên gì, sinh năm bao nhiêu, công việc gì vậy đó chị. Mình cứ chủ động nói nó tiếp với bên em nha. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Xin chào mọi người, mình tên là đầy đủ là Phan Hải Em. Sinh năm 97, hiện đang sống ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Nghề nghiệp của mình là kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do cụ thể là mảng nào? Dạ em làm bên hai lĩnh vực, một là đồ handmade, những sản xuất những cái phụ kiện như đồ cột tóc với lại bông tai. Còn cái thứ hai là em đang hỗ trợ gia đình là ba cô bán trái cây đó chị. Hiện tại là bạn đang ở Tiền Giang với gia đình luôn ạ? Bơi bơi mặc gì mày? Dạ đúng rồi chị. Rồi chia sẻ một chút về cái ưu nhược điểm của bản thân đi, mình có điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Điểm mạnh của em là khí tốt, với lại em từng là MC với lại là dẫn các chương trình của đoàn viên của trường đại học á chị, và có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh. Điểm yếu của em là rất là kiểu như là khi mà dễ mau chán á chị. Mau chán là sao? Rồi MC là phải chủ động nói được nha, không phải nên tập hỏi nha, tự nói với bản thân này. Lâu quá không có thực hành. Thì mau chán ở đây có thể nói như thế này là, như là em thì thích, chính vì sự thích nghi tốt cho nên là lúc nào em cũng muốn có một cái môi trường nó năng động, nó náo nhiệt hết. Nếu như mà cái môi trường cộng đồng đó nó cứ êm hoặc là nó không có cái sự thay đổi gì đó trong một ngày á, thì về lâu về dài em không có hứng thú với lại cái môi trường đó nữa. Cái thứ hai là cái nhiệt huyết của em sẽ giảm dần theo thời gian nếu như không có sự thay đổi, có cái thử thách gì đó. Mau chán thì nên là xinh xắn rồi là cũng hoạt ngôn rồi công việc cũng ok, nhưng mà không có người yêu là do mau chán à? Không có người yêu là do cái môi trường của em là gặp các bạn khách hàng quen là qua online. Cái thứ hai là do hoạt động chính của em là ở chợ truyền thống á, cho nên là những cái đối tượng mà em đã từng gặp gỡ và trao đổi thì thường là họ là những người buôn bán kinh doanh. Nhưng mà cái mà em đang hướng tới là một cái hình thức kinh doanh nó hiện đại hơn, và những cái người đó thì khi mà em trao đổi trực tiếp với họ thì họ lại phản bác rất là mạnh, bởi vì họ không có nhìn thấy được cái tiềm năng của online. Do xuất thân của em là em mới về quê khoảng 2 năm nay thôi, thì em cũng tìm hiểu và hẹn hò nhưng mà vẫn chưa tìm được người có chung chí hướng với mình. Bạn đọc thêm được bao lâu rồi, kể về cái tình trường của mình được đâu? Hiện tại là em có mối tình chính thức thì 3 mối tình. Thứ nhất là lúc còn sinh viên đại học, cái thứ hai là sau khi tốt nghiệp thì em có quen một bạn để mà hợp tác kinh doanh, nhưng mà vì lý do là mong muốn kết hôn sớm của bạn đó cho nên là em không thể nào đáp ứng được. Em thì cũng muốn đi chơi nhiều hơn. Mối tình thứ ba là xuất phát ở quê nhà của em, nhưng mà hiện tại đã chia tay bởi vì lý do rất đơn giản là do không có phù hợp về cái quan điểm sống á. Và hiện tại là em cũng đang mong muốn là tìm một người có những cái quan điểm sống giống mình. Sở thích cũng không cần phải giống nhau, nhưng mà quan trọng là quan điểm sống với lại cái hình thức hoạt động là kinh tự do kinh tế gì, chứ không có phải là đi làm hoặc là không có kiểu như là không có chú trọng, không có quan tâm, không có tôn trọng cái việc tự kinh doanh của em. Cùng quan điểm sống là sao, cái này nó rõ hơn thế nào? Cùng quan điểm sống có thể là thế giới quan của họ, chẳng hạn như là đối với họ thì gia đình là như thế nào. Chẳng hạn như đối với em, gia đình là một cái
tập thể lúc nào cũng ở gần nhau. Em không có thích việc đi xa. Cái thứ hai là quan điểm với em là về vấn đề về tiền bạc, mình rất là thích tiền, mình cũng thích tiền, nhưng không phải là mình cứ cuộc sống của mình cứ quay quanh tiền. Chẳng hạn như là mình có thể dành một ngày ra 12 tiếng để kiếm tiền, nhưng mà còn 4 tiếng hoặc là 6 tiếng còn lại là mình dành cho bạn bè hoặc là người yêu gì đó, chứ không phải là lúc nào cũng mình cũng xoay quanh tới chuyện đó. Gia đình ở gần nhau nghĩa là ví dụ bây giờ mà gặp được người phù hợp là bạn đó về ở gì? Dạ đúng rồi, mong muốn gia đình em là muốn ở rể, tại vì hiện tại là gia đình em cũng có một chút gì đó gọi là của dư của ở. Là sao? Giải thích rõ cho mình việc này được không? Nghĩa là gia đình bạn hiện tại là có mấy người, mấy anh chị em, rồi sao mình lại cần phải ở rể? Xuất phát ở rể đây có không phải là gì, nhưng mà kiểu như là muốn ở có một người yêu ở gần mình á. Thứ nhất là em không muốn yêu xa. Là bạn nam đấy phải ở Tiền Giang. Các tỉnh lân cận còn sao? Lân cận thì cũng phải sắp xếp nhất một tuần cho mình gặp nhau khoảng 2-3 lần gì đó. Không cần phải nhiều, không cần phải nhiều, nhưng mà phải sắp xếp được. Tại vì em là một người thích cái sự tương tác. Tương tác như thế nào này? Ví dụ mà bạn nam rất là hợp với mình, nhưng mà bạn nam nhà có mỗi hai mẹ con thôi chẳng hạn, thì người ta cũng muốn là mình làm dâu chứ. Thì mình có ok được này không? Chính để đó là sẽ sắp xếp sao, tại vì theo em nghĩ á, ở rể hay không ở rể, quan trọng là nếu như mà bạn đó có thể sắp xếp được, cân bằng được. Chẳng hạn như là vấn đề ở rể là do gia đình em thích em ở gần, có thể tiện chăm sóc đôi bên. Còn nếu mà khi mà em trưởng thành có gia đình riêng thì em vẫn đảm bảo được cái việc là một tuần hoặc là hai tuần con về thăm gia đình khoảng 2-3 lần gì đó, thì mình có thể sắp xếp điều về hình thức. Thứ nhất là thời gian di chuyển nó nhanh. Cái thứ hai là bạn đó có thể chủ động được, thì cái vấn đề yêu xa lấy chồng xa thì hai bạn em nghĩ là thỏa thuận được, chứ không phải là cứ gò bó bắt ở rể. Rồi ngoại hình thì sao này, cụ thể về ngoại hình là mình có cái mẫu hình nào hay là người nổi tiếng nào mà mình cảm thấy là mình thích cái ngoại hình như vậy? Còn chiều cao của bạn nam thì phải như thế nào thì ok? Hiện tại là em cao 1m6, thì em mong muốn là bạn trai của em thì từ 1m6 cho lên thì được rồi. Em thì chú trọng khá là nhiều về thể lực, giống như là ngoại hình bên ngoài. Như là chàng trai đó ít nhất là cũng phải cao 1m6 cho lên. Cái thứ hai là đô con một chút để có cảm giác như mình được bảo vệ và che chở. Rồi ok. Rồi mình hoạt động đoàn, rồi mình từng làm MC, là mình có thể mình hát hò là được đúng không? Dạ được chị. Rồi ok. Hôm nay thì sẽ là cái vòng casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình lựa chọn bạn này cũng như là tìm được người phù hợp cho mình thì sẽ có biên tập. Hiện tại quê là mình ở Vĩnh Long, còn hiện tại là mình đang buôn bán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long, Trà Vinh. Chợ Càng Long, Trà Vinh. Rồi, thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ. Rồi điểm mạnh điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai? Ở với mẹ. Rồi mình chủ động mình nói đi chị. Tụi em không có hỏi tiếp tục ha. Mình chị chia sẻ tự chủ động để giúp em ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu là gì? Hơi bị run trước đám đông. Yếu là hơi bị run trước đám đông. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh thì không biết. Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì được không? Hay là nấu ăn được không? Hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó. Những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình. Nấu ăn thì biết nấu, nhưng mà nêm nếm không được ngon. Thích trẻ con. Rồi hát hò gì được không chị? Dạ không. Trời ơi, gái miền Tây là phải biết hát chứ. Gái miền Tây thì cũng có nhiều người chứ, đâu phải nhà không biết hát. Rồi không hay biết hát thì lên trên chương trình thường làm gì tặng bạn nam trên sân khấu đây? Bạn nam hát tặng mình làm gì tặng bạn? Múa phụ quả.
Muốn phụ quả hả? Rồi, ừ, do là chị anh muốn phụ quả luôn. Rồi, tình trường của chị như thế nào rồi? À, tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi, cách nay là 13 năm, chưa có con. Thì cũng ba năm qua cũng không hay. Ừ, hả? Rồi, chị... mà lý do vì sao mình đổ vỡ chị, mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? Mới có 3 tháng rồi, tại vì vô là mai á. Thì không hiểu nhau á. Thì thôi. Rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không? Thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu. Lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu vậy chị? Giống như cũng vài tháng cũng như không hiểu mà không hợp nhau á. Với thời gian, tính chất thời gian công chuyện, công việc á. Rồi. Thì em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ tuổi là từ 36 cho đến 45. 36 đến 45. Ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân, ta đang nuôi con thì ok không? Dạ được chứ. Cái đó thì em cũng quan trọng. Chứ quan trọng hai người hợp nhau thôi. Rồi, khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ. Rồi cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu? Ví dụ như anh đó anh đang ở trên Sài Gòn, chị có thể lên sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? À, dạ được chứ. Dễ ta. Cái đó thì cũng dễ mà. Rồi, về ngoại hình thì chị thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không có định, nói chung là biết nấu ăn. Trung thể thì trưởng thành á, dạ như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó. Nói chung phụ giúp vợ con. Ngoại hình thì nói chung là nói về nhan sắc á thì nói nhìn thì cũng được, hoặc là không đẹp nhưng mà có gì thì cũng được. Rồi nhưng mà bây giờ nha, ngoại hình nhìn cũng được, nhìn cái gì cũng được, kể em nghe coi. Thì nha thì như mặt nhìn cũng được chứ, nhìn nếu mà không đẹp mà có gì thì cũng được. Mình mô tả ngoại hình là cũng của em là gương mặt nha. Gương mặt đúng không, ngoại hình mập mạp. Rồi cao bắt 1m7 là được. Chị cao mét mấy mà chị đòi cao 1m7? 1m58. 1m58 thì ta 1m65 được rồi. Từ 36 đến 45 tuổi. Dạ. Cao được 1m7 đó, mày nói thật luôn á. Thì chỉ là vậy thôi, nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao nha, sắc là không quan trọng nữa. Rồi. Quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không? Quê quán thì nếu mà ở trong miền Tây luôn được, mấy tỉnh miền Tây luôn được cũng được. Còn Sài Gòn đổ. Nhưng quê quán là từ Đà Lạt đổ vào á. Từ đâu? Từ đâu? Đà Lạt trở vào. Đà Lạt trở vào. Ok. Từ Đà Lạt. Đà Lạt hay Đà Nẵng? Đà Lạt. Ừ rồi, Đà Lạt về miền Tây rồi. Còn cái gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Dạ thì chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi, chị suy nghĩ đi ha. Rồi. Dạ rồi. Chị ha. Rồi, buổi casting ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi chị ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại. Dạ. Giờ chị tắt cuộc gọi rồi. Rồi giúp em nha. Bấm nút đỏ. Dạ rồi.